Gần đây thì tôi cũng có làm một video nói về những đặc tính độc quyền rất mạnh, nhưng Pokemon không thể nào phát huy được sức mạnh đó. Hôm nay thì chúng ta sẽ đổi gió một chút, không nói về những đặc tính độc quyền nữa, mà sẽ nói về những đặc tính mạnh nhất của từng thế hệ. Và những đặc tính này có nhiều hơn một giống loài sở hữu được. Còn đặc tính độc quyền mạnh mẽ nhất thì chúng ta sẽ nói trong một video sau. Có một điểm lưu ý ở đây thì đặc tính là cơ chế lần đầu tiên được giới thiệu ở Gen 3. Nên nếu mà điểm qua thì tôi sẽ bắt đầu liệt kê đặc tính mạnh nhất bắt đầu từ Gen 3 đến Gen 9 hiện tại luôn. Để xem là từ đó đến giờ đã có đặc tính nào dù không phải là độc quyền nhưng vẫn dư sức càng quét đấu trường hay không nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút theo dõi cùng với nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo cùng với một chuỗi series dài kỳ mà tôi sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới trên kênh. Hy vọng sẽ cùng nhau đạt được cột mốc 50.000 người đăng ký trong thời gian sắp tới. Giờ thì bắt đầu thôi. Ở Gen 3 thì theo tôi đã có những đặc tính cực mạnh như sau được giới thiệu. Đầu tiên phải kể đến là Intimidate, hâm dọa với khả năng giảm một bậc công vật lý của đối phương mỗi khi xuất hiện trên sân đấu. Dù được giới thiệu từ thuở sơ khai, nhưng cho đến tận bây giờ, những con cháu của Pokemon sở hữu được đặc tính này vẫn tung hoành ngang dọc trên mọi đấu trường. Không mùa giải nào là không xuất hiện những Pokemon mang đặc tính Intimidate. Vì phần lớn các Pokemon theo hướng tấn công vật lý đều khá mạnh và phổ biến, nên việc giảm được 50% sức mạnh của tụi này là một lợi thế mà ai cũng muốn nắm bắt được. Hy vọng là thế hệ 10 sẽ có thêm đặc tính khác giảm một bậc công đặc biệt cho nó công bằng một chút xíu. Và cũng trong thế hệ 3 thì Speed Boost đã được sở hữu bởi Ninjas, và sau này khi đặc tính ẩn ra mắt ở thế hệ 5 thì Blaziken chính thức đã làm nên tên tuổi cho đặc tính này. Đặc tính với khả năng tăng một bậc tốc độ sau mỗi lượt qua đi, chỉ cần bảo vệ bản thân ở lượt đầu tiên, không cần làm gì hết thì Pokemon đã được tăng thêm miễn phí 50% tốc độ. Mà trong kiểu đánh theo lượt như Pokemon, chỉ cần nhanh hơn đối phương là đã có cơ hội giành phần thắng, thành ra không thể nào ngó lơ được sức mạnh của đặc tính này hết. Bên cạnh đó thì trong thế hệ 3 còn giới thiệu một đặc tính lỗi game không kém, cho phép Pokemon tăng thêm 30% tỷ lệ đánh trúng, đó chính là đặc tính Compound Eyes. Hiệu ứng này sẽ vô cùng giá trị nếu sử dụng những chiêu thức mạnh nhưng tỷ lệ đánh trúng cực thấp, hoặc là những chiêu hiệu ứng khống chế khó chịu như là Sleep Powder. Ngặt nổi với đôi mắt tinh anh như vậy, chỉ có những Pokemon mang hệ bò là sở hữu được. Và hệ bò thì hoàn toàn là những đứa mỏng manh và yếu ớt, nên đặc tính chỉ được tận dụng cho những chiêu hiệu ứng có tỷ lệ đánh trúng thấp. Và Pokemon nổi bật với đặc tính này phải kể đến là Butterfree. Vì ngoài việc nó có chiêu Sleep Powder với khả năng ru ngủ khó chịu như là Spore của Omongoose, thì hồi Gen 8 nó còn được tặng cho một dạng Gigantamax với chiêu Max Move, vừa gây sát thương, vừa gây ra trạng thái trúng độc, tê liệt hoặc là buồn ngủ cho toàn bộ đối thủ. Có lẽ nếu sau này có thêm một Pokemon hệ bọ như là Volcarona mang đặc tính này nữa, thì đặc tính này sẽ ở một vị trí xứng đáng hơn bây giờ rất nhiều. Tiếp đến là một đặc tính cực kỳ khó chịu được giới thiệu trong thế hệ 3 này luôn. Đặc tính khóa tất cả các Pokemon ở lại trên sàn, không được rút về, trừ những Pokemon mang hệ ma. Đó chính là đặc tính Shadow Tag. Cho đến hiện tại thì chỉ có 3 giống loài sở hữu được đặc tính này là Gothitelle, Wobbuffet và Mega Gengar. Nếu không tính tới Mega thì chỉ có 2 loài có được dù đã ra mắt từ hồi Gen 3. Vì do sự khó chịu này mà Chandelure từng có một thời gian sở hữu, nhưng vì nhà sản xuất thấy hơi phá game nên đã loại bỏ đặc tính này vào thế hệ 6 ngay sau đó. Đến hiện tại thì Gothitelle vẫn cùng đặc tính này quấy rối rất nhiều đội hình nếu đi chung với đồng đội sử dụng được bài ca tử thần Parisson. Hy vọng tương lai sẽ có thêm một Pokemon nữa mang đặc tính này để đấu trường trở nên phong phú hơn, hoặc có khi là bị đặc tính này thống trị luôn không chừng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi du lịch qua thế hệ 4. Ở thế hệ này đã giới thiệu cho chúng ta khá nhiều đặc tính ấn tượng. Tuy nhiên thì với tôi có 4 đặc tính rất mạnh đã ra đời ở đây. Đầu tiên là Adaptability. Đặc tính này sẽ tăng gấp đôi sát thương của Pokemon sử dụng chiêu thức cùng hệ với mình. Nói nôm na là đặc tính này sẽ tăng thêm Staff đó. Bình thường thì Staff sẽ tăng thêm 50% sát thương cùng hệ với Pokemon, còn với Adaptability sẽ tăng thêm gấp đôi. Trong Gen 9 thì nếu Pokemon Terra hành hệ ban đầu và sử dụng một chiêu thức tấn công, ví dụ như Basculation hệ nước, Terra hành hệ nước và dùng chiêu Aqua Jet thì sát thương sẽ tăng lên 2,25 lần. Nói chung thì đặc tính này là một đặc tính tấn công, được xài cho việc xử đẹp mấy Pokemon khắc hệ là bá cháy. Tiếp theo đó là một đặc tính mạnh mẽ không kém, đó chính là Magic Guard. Với khả năng chỉ nhận sát thương từ các đòn đánh, còn mọi là sát thương phụ hay là kèm theo từ trạng thái trúng độc, trúng bỏng hay ngay cả từ trang bị tăng sức mạnh như là Life Up nó đều không nhận. Từ đó có rất nhiều chiến thuật sáng tạo xung quanh những Pokemon mang đặc tính này, như việc được tặng miễn phí 30% sát thương từ trang bị Life Up mà không bị mất 10% máu sau khi đánh đã là một lợi thế nếu muốn Pokemon theo hướng tấn công, hay không bị các loại kịch độc hoặc bỏng làm ảnh hưởng sinh lực sẽ phù hợp cho những Pokemon nào theo hướng phòng thủ. Cũng trong thế hệ 4 có một đặc tính tuy rất mạnh nhưng lại bị lãng quên không ít. Đặc tính tăng gấp đôi sát thương nếu sử dụng chiêu không hiệu quả lên đối thủ. Ví dụ như ta lấy chiêu hệ lửa phan hệ nước thì chiêu hệ lửa đó sẽ tăng gấp đôi sức mạnh.
và đó là đặc tính Teen Lens. Đặc tính được sở hữu bởi khá khá Pokemon, phần lớn là hệ bọ, lâu lâu lòi ra con Braviary, nên nó giống như là Compound Eyes, mạnh thì rất mạnh, nhưng Pokemon sở hữu quá bóp nên là hay bị cho ra rìa. Cơ mà Low Kicks với đặc tính này, cộng với chiêu First Impression, tôi thấy cũng khá là đáng sợ chứ không đùa được đâu. Đặc tính mạnh mẽ thứ tư trong thế hệ 4 mà tôi muốn nói đến, đó là đặc tính giảm 25% sát thương của các chiêu thức siêu hiệu quả lên bản thân. Nếu bình thường hệ nước đánh vào các chiêu hệ lửa sẽ gây sát thương gấp đôi, thì giờ đây chỉ gây 1/5 sát thương mà thôi. Đó chính là đặc tính Filter. Hiệu ứng này vô cùng quý giá đối với những Pokemon theo hướng chống chịu. Nhưng Umbalasibur là có 3 loài sở hữu được đặc tính này, thì hết 2 loài có chỉ số phòng thủ yếu siêu. Có mỗi con Mega Aggron là tận dụng tốt đặc tính này mà thôi. Nhưng mà Mega đã là con trời rồi, thần thánh quá ai mà nói chi nữa. Vẫn hy vọng là tương lai sẽ có một Pokemon chống chịu sở hữu được đặc tính này. Mà có vẻ như nhà sản xuất cũng thấy đặc tính này quá bá, cho nên là để những Pokemon trời ơi đất hỡi sở hữu để mà cân bằng lại chẳng hạn. Đó là thế hệ 4, bây giờ chúng ta sẽ qua thế hệ 5. Ở thế hệ 5, tôi có thể coi đây là thế hệ sản sinh ra rất nhiều Pokemon mạnh mẽ và bền bỉ nhất, và cũng là nơi tạo ra những đặc tính đi vào huyền thoại nhất. Đầu tiên là đặc tính Contrary. Đặc tính này đáng sợ thế nào thì ai cũng biết, với khả năng đảo ngược hiệu ứng tăng giảm chỉ số. Khi đi chung với những chiêu thức mạnh như là Leaf Storm, Super Power, Close Combat sẽ khiến Pokemon càng đánh càng hăng máu, không sợ bố con thằng nào hết. Nổi tiếng nhất thì chắc chắn phải kể đến Superior. Tôi có thử sử dụng em nó trong một video đánh răng gần đây. Nếu các bạn tò mò thì có thể qua đó xem kỹ hơn về sức mạnh của em nó ha. Bên cạnh đó thì Malama và Inamoros cũng có những vị trí riêng cho mình khi mà đều sở hữu những chiêu thức tấn công mạnh và tận dụng được Contrary một cách triệt để, một đặc tính mà không Pokemon nào không muốn sở hữu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến đặc tính phòng thủ mạnh mẽ khác, mà có lẽ do quá mạnh nên nhà sản xuất chỉ toàn cho những Pokemon ở cấp thấp hoặc là Pokemon sơ sinh sở hữu được thôi. Đặc tính này có thể giúp cho đồng minh giảm mọi loại sát thương nhận được xuống 25%. Chỉ duy nhất bản thân Pokemon sở hữu đặc tính này là không bị giảm sát thương. Và hiệu ứng này sẽ vô cùng giá trị nếu ở trong đấu đôi, vì nó như là một bức tường bảo vệ vô hình giúp đồng minh trụ sân tốt hơn. Và tôi đang nói đến đặc tính Frengar. Được sở hữu bởi phần lớn những Pokemon khá là dễ thương, nên hầu hết tụi này không phát huy được điểm mạnh của đặc tính. Trong danh sách này thì có lẽ Clefairy là được tận dụng nhiều nhất, vì vốn gia đình Pokemon ngoài hành tinh đã có khả năng phòng thủ khá tốt. Nên nếu Clefairy cầm theo trang bị Eviolite thì nó sẽ càng cứng cáp hơn, trụ được sân tốt hơn, từ đó giúp đồng đội nhận ít sát thương hơn. Kế đến là đặc tính hồi máu nổi tiếng, nguồn cơn tạo ra sức mạnh thần thánh cho con nấm lùn Amoongus, đó chính là Regenerator. Ok, nó hồi 1/3 lượng máu mỗi khi rút về bóng. Khác với chuyện bị đánh cho tới máu đỏ không biết làm sao, chỉ có thể ngồi chờ chết, thì những Pokemon có Regenerator sẽ có thể rút về bóng để được hồi 1/3 sinh lực mà không bị bất kỳ rủi ro nào, ít nhất là cho bản thân mình. Còn đồng đội được đảo ra thì hên xui. Cơ chế hoạt động của đặc tính này cũng đơn giản, nên thường khuyến khích là cho những Pokemon có đặc tính này ra đầu tiên để quấy rối. Bị đánh thì có thể rút về bóng được, chứ còn mà ra cuối cùng đồng đội ngủm hết rồi thì còn đâu mà rút về bóng để hồi máu nữa. Ngoài đặc tính nổi tiếng Regenerator ra thì thế hệ 5 cũng giới thiệu một đặc tính nổi tiếng không kém, phải nói là nổi tiếng nhất, đó chính là Prankster. Đặc tính sẽ cộng 1 điểm ưu tiên cho tất cả các chiêu thức dạng hiệu ứng. Không cần biết tốc độ chậm chạp ra sao, thì chỉ cần là chiêu hỗ trợ, quấy rối hay là hồi máu thì Pokemon có đặc tính này đều có thể đi trước. Phải nói là đặc tính này tốt đến độ bất kể Pokemon nào có Prankster đều có thể tỏa sáng ở mỗi thời kỳ khác nhau. Chỉ có một số Pokemon quá nổi bật thì được xài đi xài lại qua nhiều mùa giải mà thôi, như là Whimsicott, Tornadus hay là Crimsnor. Nói chung thì đặc tính này không những mạnh nhất ở thế hệ 5, mà theo tôi thấy là nó còn có thể nằm trong top đầu những đặc tính mạnh nhất của thế giới bùa bất thần kỳ này nữa. Chưa hết, ở thế hệ 5 còn giới thiệu thêm đặc tính Magic Bounce, một đặc tính mát lòng mát dạ nhất đối với tôi. Với khả năng không những miễn nhiễm các chiêu hiệu ứng quấy rối, mà nó còn có thể phản lại những chiêu này cho Pokemon sử dụng bên đối thủ. Để mà so sánh thì nó giống tương tự với đặc tính cực mạnh của Golden Go. Nhưng nếu Golden Go chỉ vô hiệu hóa thì Magic Bounce còn có thể phản lại hiệu ứng đó cho đối thủ nữa. Lý do mà Golden Go được xài nhiều vì một phần là bản thân Pokemon quá tốt, còn những Pokemon có Magic Bounce thì lên xuống thất thường theo từng thế hệ khác nhau. Họ tiến hóa Mega thì có Mega Sableye và Mega Absol, xong thì lặn mất tâm cho đến tận Gen 8. Với khả năng hóa khổng lồ Dynamax thì Hatterene mới một lần nữa đưa đặc tính này về vị trí vốn có. Gen 9 thì chưa có Pokemon nào Terra mà tận dụng tốt được Magic Bounce hết, nên thay vào đó thì người ta sẽ sử dụng một Pokemon có sức mạnh tốt hơn và hiệu ứng đặc tính tương tự như là Golden Go. Nhưng tôi thấy sức mạnh của đặc tính này vẫn còn ở đó, giờ thì chỉ cần có Pokemon phù hợp để đưa đặc tính này lên đỉnh vinh quang nữa mà thôi. Và như đó vẫn chưa hết ở thế hệ 5. Thế hệ này thật sự đã giới thiệu rất nhiều đặc tính mạnh, nên đây sẽ là đặc tính cuối cùng trong thế hệ 5 mà tôi cho là nằm trong danh sách những đặc tính mạnh nhất. Đặc tính sẽ tăng thêm 30% sức mạnh cho các chiêu thức tấn công có hiệu ứng phụ, đổi lại thì hiệu ứng phụ sẽ bị xóa bỏ.
Đúng vậy, tôi đang nói đến đặc tính Sheer Force. Cái hay và mạnh mẽ của đặc tính này là khi cầm theo trang bị Life Orb, nó sẽ tăng 30% sức mạnh của đòn đánh nếu chiêu đó có hiệu ứng phụ. Sau đó còn tăng thêm 30% sát thương từ trang bị Life Orb, mà Pokemon cũng không bị mất 10% máu. Thành ra đây là đặc tính tấn công tuyệt vời cho những Pokemon muốn dùng sát thương của mình đến mức tối đa. Nói thiệt thì tôi cũng không hiểu lắm cái combo Life Orb và Sheer Force, tại sao nó lại không bị mất máu mà vẫn được bút sức mạnh. Nhưng mà thôi, chúng ta chỉ cần biết là hiệu ứng nó như vậy thôi. Ai hiểu rõ hơn thì có thể comment phía bên dưới cho tôi cùng các nhà huấn luyện khác biết với ha. Và Sheer Force đã là một cái kết đẹp cho thế hệ 5. Bây giờ chúng ta sẽ qua thế hệ 6. Ở thế hệ 6 thì tôi thấy có khá ít đặc tính ấn tượng. Chủ yếu những đặc tính mạnh thì đều là độc quyền, nhưng cũng có hai đặc tính khá tốt trong thế hệ này. Đầu tiên là Protean. Đặc tính sẽ thay đổi hệ của Pokemon tùy vào chiêu thức mà nó tung ra trong lượt đầu tiên xuất hiện. Muốn kích hoạt lại thì phải rút về bóng thì hệ nó mới trở lại như cũ. Tính ra thì đặc tính này từng rất bá đạo khi có thể liên tục thay đổi hệ bản thân trước khi tung ra một đòn chiêu thức nào đó. Vừa nhận được sát thương cộng dồn từ staff, vừa có thể mang khả năng phòng thủ. Thêm Pokemon có đặc tính này rất khó đoán và khó bị bắt bài. Trong đó thì Greninja từng rất nổi tiếng về đặc tính này. Sau khi đặc tính này bị giảm sức mạnh thì Protean tuy vẫn không quá yếu, nhưng về cơ bản ở một đấu trường có cơ hội rút về bóng ít như là đấu đôi thì việc mang theo đặc tính này sẽ không tận dụng được quá nhiều lợi thế. Nếu rút về quá nhiều thì có khi còn bóp chết đồng minh nữa. Và đặc tính tiếp theo mà tôi muốn nói đến trong thế hệ 6 đó chính là đặc tính có vẻ ít được nghe tên hơn, nhưng với hiệu ứng giảm một nửa sát thương đến từ tất cả các chiêu thức vật lý thì không thể nào mà coi thường được. Đó chính là đặc tính Fur Coat. Phải biết rằng có rất nhiều chiêu thức vật lý mạnh chiếm tỷ lệ cao trên đấu trường, chưa kể hết là 90% chiêu ưu tiên đều là chiêu vật lý. Nên để mà nói thì đặc tính này nếu rơi vào tay những Pokemon có sức chống chịu tốt thì nó bay vèo lên đỉnh xã hội liền. Nhưng khá tiếc là Furfrou và Persian vùng Alola thực sự không quá hữu dụng hay là cứng cáp trên đấu trường, nên đặc tính này đành ngậm ngùi lùi về phía sau vậy. Di chuyển qua thế hệ 7, quần đảo nhiệt đới Alola. Có thể nói thế hệ này là thế hệ của những đặc tính độc quyền. Phần lớn các Pokemon mới trong thế hệ này đều có đặc tính độc quyền riêng không ai có. Đặc tính nào cũng đáng giá để nói đến, nên tôi xin làm một video đặc tính độc quyền mạnh nhất sau. Ở đây thì hên vẫn có 4 đặc tính tạo ra môi trường của 4 Pokemon bảo vệ đảo không phải độc quyền, như là Grassy Surf, Electric Surf, Psychic Surf và Misty Surf. Cả 4 đặc tính gọi môi trường này đều có công dụng khác nhau, như là 4 đặc tính gọi thời tiết. Tuy nhiên thì môi trường giống với thời tiết tôi sẽ không nêu tên ở đây, vì các đặc tính gọi ra lãnh địa đều có những đặc trưng khác nhau phù hợp cho một lối chơi cụ thể. Cần có đồng đội và các Pokemon tham gia thì đặc tính gọi lãnh địa mới phát huy tốt được. Còn nếu có mỗi một mình Pokemon đó gọi ra lãnh địa mà đồng đội trớt quớt thì cũng coi như là bỏ. Do đó tôi tìm mãi vẫn không thấy đặc tính đại trà nào ở Gen 7 đủ mạnh hết, nên chúng ta sẽ move on qua Gen 8. Ta sẽ đến Vương quốc Sương Mù, vùng Gala. Ở thế hệ này thì cũng phần lớn là các đặc tính độc quyền. Có vẻ là càng về những thế hệ sau, Game Freak muốn tập trung vào tính độc nhất cho Pokemon hơn, nên là các đặc tính đại trà có vẻ ít tất diễn. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những đặc tính khá nổi trội được ra mắt, đó là Neutralizing Gas của cả Weezing vùng Kanto và cả Weezing vùng Gala luôn. Về mặt sinh học thì hai loài ở hai vùng này vẫn khác nhau, nên là có thể xem như đây không phải là một đặc tính độc quyền. Đặc tính này có khả năng xóa bỏ mọi là đặc tính khác. Khi nào Weezing còn ở trên sân thì lúc đó chỉ có mỗi đặc tính của Weezing làm hoạt động. Có một vài đặc tính đặc thù, thay đổi hình dạng hay là gắn liền với Pokemon thì nó không xóa được, chứ phần lớn đặc tính đều phải ngã ngủ trước quả đạn mù này hết. Ngay cả những đặc tính như là Protosynthesis, là Quagdry của các Pokemon Paradox đều cũng bị nó xóa sạch. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ xóa luôn đặc tính bên đội nhà luôn, nên là nếu không được sử dụng tính toán tốt thì coi như bạn xóa game luôn là vừa. Do đó với việc trở thành con dao hai lưỡi, dù cho đặc tính rất bá đạo nhưng sẽ rất ít ai dám sử dụng nó trong các giải đấu chuyên nghiệp. Và coi đó, thế hệ 8 có nhiêu đó đặc tính đại trà, theo tôi là tốt nhất thôi. Giờ chúng ta sẽ qua Gen 9. Ở Gen 9 thì đúng là củng cố thêm cho việc Game Freak đang muốn tạo ra sự độc đáo cho các Pokemon, nên các đặc tính đại trà ở đây rất ít, nhưng không phải là không có. Trong đó có Wind Rider, là một viên ngọc ẩn trong rất nhiều đặc tính mà Gen 9 cho ra đời. Đặc tính này cho phép Pokemon đạp lên những cơn gió, không những tăng một bậc công vật lý cho Pokemon, mà nó còn giúp Pokemon miễn nhiễm tất cả các chiêu sử dụng gió. Mà phải nói là có rất nhiều chiêu thức mạnh thuộc loại dùng gió này. Đơn cử như là Bão Tuyết, Blizzard, Heatwave, Hurricane, 4 chiêu dạng cuồng phong của 4 thần đèn và cả chiêu tăng tốc độ như là Tailwind nữa. Nhờ đó chỉ cần bên mình tạo ra Tailwind thì ngay lập tức Pokemon có Wind Rider sẽ tăng thêm một bậc sức mạnh mà lại còn được tăng thêm tốc độ nhờ Tailwind nữa. Có hai giống loài có đặc tính này là Brumblecast và Shiftry. Cả hai loài đều mang hệ cỏ, nên việc miễn nhiễm phần lớn những chiêu gió mang hệ lửa
bay và băng là một điều vô cùng quý giá. Do đó tôi phải nói đặc tính này có rất nhiều tiềm năng. Giờ chờ thêm một Pokemon đủ tốt nữa sẽ giúp nó tỏa sáng mà thôi. Và hai đặc tính đại trà mạnh tiếp theo trong thế hệ chính mà tôi muốn nói đến đó là hai đặc tính của những con Pokemon Paradox, Protosynthesis và Quagdry. Về tính chất thì nó cũng như nhau thôi, nên tôi sẽ gộp chung một lần để không bị lặp lại. Cả Protosynthesis và Quagdry đều cần điều kiện kích hoạt là trời nắng hoặc là môi trường điện, hoặc là mang theo vật phẩm Booster Energy. Nó sẽ tăng 30% chỉ số cao nhất cho Pokemon đó, riêng tốc độ sẽ tăng 50%. Cả hai đặc tính này đều mạnh, vì đúng là Pokemon Paradox là chủ đề chính cho cả thế hệ. Nhưng bên cạnh đó, việc tận dụng được sức mạnh của môi trường và thời tiết không những có lợi cho bản thân mà còn có lợi cho cả đồng đội đi cùng. Chỉ cần set up được trời nắng thì cả những Pokemon mang hệ lửa, cỏ và Paradox đều có thể trở thành sát thủ. Môi trường điện thì tăng thêm sát thương cho những Pokemon mang hệ điện và ngăn Pokemon không bị dính trạng thái ngủ. Chưa kể thì việc tăng tận 30% hay là 50% chỉ số gốc là bước nhảy vọt chỉ số khổng lồ, đủ khiến cho Pokemon càng quét mọi loại đấu trường và có thể phù hợp trong bất kỳ đội hình nào. Vì đơn giản là tăng sức mạnh và tấn công hạ đối thủ mà thôi. Vai trò đó thì theo tôi đội hình nào cũng cần. Chưa kể là tụi Paradox, những Pokemon mang hai đặc tính trên đều có chỉ số khá tốt, khiến cho sức mạnh của hai đặc tính này càng được nâng tầm. Và thế là tôi đã đi qua hết những đặc tính không phải độc quyền nhưng mạnh mẽ nhất ở mỗi thế hệ khác nhau. Còn theo các bạn có những đặc tính đại trà nào xứng đáng nằm trong danh sách này hay không thì cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Và cũng đừng quên nhấn nút theo dõi cùng với nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sớm nhất nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.